Vũ Khắc Tiệp được biết đến là ông đầu mắt tay của nhiều chân dài showbiz Việt. Tuy nhiên thời gian gần đây, Vũ Khắc Tiệp gây bất thần khi chuyển hướng lịch sự làm du lịch. Trong cuộc trò chuyện mới đây, Vũ Khắc Tiệp khá thẳng thắn khi chia sẻ về cuộc sống của mình. Vũ Khắc Tiệp: Tôi có thể khẳng định, giải trí không mang lại cho tôi tí tiền nào hết. Thời gian gần đây thấy Vũ Khắc Tiệp đầu tư rất nhiều cho các chuyến du lịch lịch sự chảnh của mình. Nghe nói anh đang muốn trở thành travel blogger và kiếm tiền nhờ lĩnh vực đang rất qua này. Đúng là tôi đang làm blog về du lịch. Mỗi chuyến đi tôi tiêu tốn khoảng 700 đến 800 triệu đồng. Tốn nhiều như vậy là do tôi phải mang theo cả ekip của mình. Hiện, tôi chưa nghĩ tới việc kiếm tiền nhờ làm blog. Tôi vẫn đang trong giai đoạn đầu tư bài bản và kỳ vọng nếu kênh YouTube này thắng lợi thì tôi sẽ lập công ty du lịch hạng lịch sự rồi thu lại tiền từ đó. Tại sao đang rất thắng lợi ở lĩnh vực giải trí anh lại không nối tiếp đầu tư? Tới thời điểm này, tôi nhập cuộc giới giải trí là hơn 10 năm rồi. Thời gian gần đây, tôi không hoạt động quá nhiều nữa và cũng hạn chế hình thành tại các event này nọ. Tôi chỉ đến những sự khiếu nại của các đối tác là chính, còn thời gian chủ yếu đối là dành cho du lịch. Thu nhập của tôi hiện nay là nhờ đầu tư bất động sản và đó cũng là nguồn tôi đập lịch sự để làm blog du lịch. Còn về showbiz, lâu lắm rồi tôi không làm ra tiền. Tôi tạm dừng ở đây là hợp lý. Tôi có thể khẳng định giải trí không mang lại cho tôi tí tiền nào hết nhưng mang lại cho tôi cái tên Vũ Khắc Tiệp và thú vui cuộc sống. Và từ cái tên đó mới giúp tôi kiếm ra tiền. Vậy thu nhập hiện tại của anh bao nhiêu một tháng? Thu nhập của tôi không cố định theo tháng. Có những lúc tôi trúng một quả về bất động sản, tôi có rất nhiều tiền nhưng không nói cụ thể được cười. Tôi chỉ có thể tiết lộ là số tiền đó đủ để tôi làm blog về du lịch một năm. Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh có rất nhiều ảnh tình cảm, sát nhau khi đi du lịch cùng nhau. Tôi yêu cả trai và gái. Dạo gần đây thấy anh với Ngọc Trinh đi du lịch xoàng xỉnh xuyên cùng nhau và chụp rất nhiều ảnh sexy, tình tứ. Sự sát nhau đó có làm anh rung động và muốn nối lại tình xưa với Ngọc Trinh. Lúc nào tôi cũng thích Ngọc Trinh hết. Tôi chưa bao giờ không thích Trinh cả nhưng mà ở mức độ không giống nhau trong mỗi giai đoạn. Tôi rung động trong lòng nhưng không nói ra ngoài. Rung động nhưng không nói có phải bởi anh không hoàn toàn thích con gái. Tôi yêu cả trai và gái. Ai cũng được hết. Ai xinh là tôi yêu cười. Anh là người lưỡng tính. Tôi cũng không phải người lưỡng tính và tôi cũng chưa bao giờ công khai yêu ai hết. Tôi yêu cái đẹp thôi. Vậy việc suốt ngày cặp kè với Ngọc Trinh có ảnh hưởng tới việc hẹn hò, lập gia đình của anh? Ảnh hưởng nên giờ tôi mới cô đơn cười. Cũng đã bước lịch sự tuổi 36, gia đình anh có gây áp lực chuyện con cái không? Đó chính là lý do tôi ít gặp gỡ gia đình. Còn bản thân tôi không áp lực cái gì hết. Quan điểm của anh về tình yêu thế nào và mẫu người khiến anh bị thu hút? Tôi nghĩ duyên do trời định và tôi nghĩ không cần phải đi tìm. Ông trời tóm mình phải chờ tới thời điểm nào đó mới có duyên thì mình sẽ chờ thôi, số phận đã an bài. Còn mẫu người của tôi tất nhiên là phải đẹp đã. Không đẹp thì khó thu hút tôi lắm. Sau đó là vui mừng và thông minh. Còn giàu thì tôi không cần gì, tôi luôn nghĩ mình phải là người che chở. Nếu người nào mà giàu là tôi không có cảm xúc gì, tôi không thích cảm giác bị lép dế cười,